rồi, thank you. Đi về cho mẹ thôi. Hả? Đi về cho mẹ thôi. Tí đi qua đó, đi qua thăm mẹ. Ok nha các bạn ơi, hôm nay mua gà rồi đi qua nhà gì đây. Trời ơi, quán mà làm nó đông thế. Đâu có tiệc à? Ok, mấy ngày làm rồi ứng tiền xong rồi mua gà ra nhà ra thăm gì nha các bạn nhá. Okay, đã tới buồn, cho là mua ít bia. Rồi, bánh ngọt cho đứa nhỏ. Gà cho gì? Bia. Tính luôn cũng được. Cái này với đá. Để tạp hóa trong buồn này các bạn. Khóa trong buồn. Lâu rồi chưa thăm gì đây, ghé thăm gì mua ít đồ luôn. Từ từ hết đã rồi khuy tí lấy. Đúng rồi. Ai muốn lấy lấy. Ngồi đi, uống chưa? Cháu nó mua thêm một thùng nữa các bạn ạ. Gì? Thay áo hả? Tí anh em mình ở đây còn một chí vàng á. Một chí thôi à? Thầy Liêu đang nóc anh à? Qua thăm mẹ và anh em lai rai. Rồi thăm nhau. Cháu con ông mình chú gia đình. Đêm hôm nó hơi tối thôi các bạn ơi. Thôi vô mời cháu này, em này, em đây này. Mời nha. Mày vô. Thôi, mày em thay cái buồn vậy. Đó, làm tí ra. Sau một ngày làm việc vất vả, hỏi thăm nhau, lay rai vài ly. Đồ này trong bi. Nè, sao được ăn ốc. Bò lòng. Cảm ơn.